Hôm nay tiếp tục là dẫn cái chú ở bên Thủ Đức nha mọi người. Đây, chú có đem mình, hồi lúc trước mình mua chú được một lô tiền cũng mấy trăm tờ. Bữa nay thì đây, chú có hẹn mình ra cà phê mà rất là nhiều nha anh em. Đây, rất là nhiều nhưng mà nó bị cũ và rách hết rồi. Nói chung là cũng rất là cũ luôn. Cái này chú có đếm chưa? Đếm rồi. Cái này tổng bao nhiêu tờ chú? 310 tờ hả? Loại này nó hơi cũ nha mọi người. Đây, video mình sẽ quay thu mua trực tiếp luôn. Đó, lúc trước mình cũng đã mua chú một lần rồi. Thì bây giờ mình chú đem lại. Cái này ở đâu mà chú có nhiều dữ vậy? Ở dưới quê. Trời ơi, cha chú cha quá trời rồi. Cái này thì nó hơi bị rách. Rách nhiều lắm chú ơi. Loại này thì con mua giá với chú là 4.000 ha. 4.000 được không? Rồi. Tại vì loại này rách quá, 4.000 là con mua giá cao lắm rồi. Đó. Một lần mà đây là 310 tờ chú đếm rồi phải không? Rồi đếm rồi. 210. Một sắc như thế này chắc 10 tờ. Sắc 10 tờ. Sắc 10 tờ á. Đây. Nếu mà mình mua giá 4.000 thì anh em nói rẻ hay là đắt gì đó, mình bán lại 5.000 luôn cho anh em mua. Tổng là 310 tờ đó. Anh em mua thì liên hệ qua số điện thoại ở trên cái phần mô tả hoặc ở trên cái trang cá nhân của mình là có cái số điện thoại ha. Anh em liên hệ ha. 310 tờ, có cái này con mua chú 4.000 một tờ ha. Đó, rất là nhiều nha mọi người. Đây, mình sẽ quay full clip cho mọi người xem luôn. Thu mua trực tiếp. Nếu anh em ở gần, còn anh em ở xa thì cứ gửi qua địa chỉ mình thì mình sẽ chuyển khoản. Đó. Loại này thì anh em nào lấy mình bán 5.000 luôn ha. Đây nè, mình thu trực tiếp với chú luôn. 4.000. Tổng 310 tờ. Rồi, video này mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt anh em.